Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải em ơi. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng như là đánh boss cho anh em trong bang, như là Khải vài con em ơi. Đây thì anh em trong bang gồm chắc cần cả trăm con nè. Bây giờ thì tối nay Khải sẽ thả trước, xong đến anh em trong bang. Đó, người vài chục con Khải thì hôm nay anh Evan mới được mấy con em ơi. Thả tạm mấy con đánh chơi đi. Rồi, đánh chủ yếu đánh cho anh em trong bang khá là nhiều. Rồi, Khải khả đào còn ba con trước, rồi cũng đặc biệt tới tính sau. Rồi. Rồi, bát này bát 61 nha Nam. Với lần này bát 61 thì Khải vẫn sẽ bắn 62 nha Nam. 25 25 là 50. Với lại cái này 5 là 55. Cái này 7 nữa là 62. Rồi, kiếm cái bát hả? May mắn. Rồi, thì kèm với cái mặt nạ này nữa là may mắn 67 nha Nam. 67 may mắn nha mọi người. Rồi, vô khơi, ra khơi. Bắt 61 nha Nam. Những cái bắt mà 59, 57, 58 này nọ thì 58, 59, 60 thì ít hôm Khải sẽ up cho anh em xem. Nếu anh em có xem trên live rồi anh em sẽ rõ. Rồi, lần này Khải sẽ up cho anh em xem. Rồi, nhiệt độ anh em ơi. Đây để có anh em xem. Rồi, xem live để có anh em ơi. Khui hàng. Đúng rồi, lấy thoát chứ ai còn như tôi chưa áo ạc. Khui hàng. Ờ rồi, chú áo. Áo áo đây, ông trời ơi, đúng một cái áo, chờ. Ê, áo làm chậm 40 thì sao? Làm chậm 40, phục vụ 10 sao? Tự chen hả? Không, chú áo rồi. Ê, mít luôn, không có đồ luôn, vãi chưa? Cho con là lượm lát đi nha, con thích lắm hay con gì lượm lát. Không có đồ luôn, áo dưới chờ. Con mập không có đồ luôn. Ờ, con mập không có đồ luôn, vãi chưa? Hai con kiên về bờ ơi. Anh phun mấy rồi nè. Phun mấy rồi. Má có hai một con áo một con không có đồ. Rồi, về bờ cái vũ khí này, ra hai cái vũ khí con này về bờ này. Đậu, làm cái vũ khí rồi. Cho, không có vũ khí luôn rồi tính lòng rồi. Rồi, tới tiếp tục anh Long đem anh Long thẳng lần năm con nhắn lại anh Long ơi. Năm con đây. Này ba con đúng ba món này mày. Tổng áo phục hồi 20. Rồi ra. Phụ hồi 20, áo này anh lái không nè? Ừ, hai kim, một khóa, một thỉ, một thổ. Không ai lái shop anh em ơi, anh lái không lái shop luôn. Áo gì á, coi ơi. Áo này cái bàn 10, áo chả trực sợ. Cái bàn thì hỏa hả? Ừ, người shop quá. Quăng lên tôi để quăng lên tôi bán shop cho. Đây này. Quăng ra. Cái bàn, có bàn, cái bàn đâu ai dùng mày hỏa lâu. Khui. Thích thử để đó đó, ai không ai dùng đúng rồi. Rồi. Tôi còn mấy cái áo, lấy không tôi đưa cho bán. Áo gì? Khui ha. Rồi anh Long có gì vừa hay không đây? Anh Long tâm này con boss thường này bao nhiêu con đây? Được bao nhiêu con? Boss thường có mười mấy con á. À mười mấy 2, con. 2, 4, 6, 8. Còn 9 con boss thường nè. Ok. 4, 8, 12, 2. 21 con... dùng như gì vậy? 21 con đặc biệt. Con lấy một sầu, một con bác đại. Áo. Một phục viên. Rớt một cái áo hả? Ờ, rớt một cái áo. Mới chết một con mà. Chết một con mà. Một con rớt một cái áo trời. Ờ, nãy quên kêu vô xin một tí luôn rồi đó. Để lấy mày bắn thả nó bóp cho đẹp. Một cây vũ khí kim nha. Ôi, hai cây vũ khí kim luôn. Ba cây luôn. Đúng, ngon, ngon. Trời ơi, về bờ. Thôi, về bờ. Áo kim nữa. Trời ơi, sau này có một con, một món không ta? Vô, khui đi anh, thả tiếp. Phụ nó mấy cái từ cái này. Phụ nó mấy cái cho chết, thua luôn rộng. Rồi. Xe có mấy cái là 4 lần trà. Phải đánh trong game nữa, mất thời gian. Sao hả? Rồi, thả lên đây. Khui anh này, anh em ơi. Hello Lương Lưu, hello Mạnh Tốt nha. Con đau, con trong game mấy người quấn không được. Khui. Chán lắm. Chém không ai được, chém chết ai được. Trời, ơi. Ba ăn kim luôn Khải ơi. 13 con kim luôn, ngon. Tổ số. Tổ số. Trời ơi, áo phục hồi Long ơi, không có phục hồi Long ơi. Đồ áo này. Trời ơi, cái chỉ 40 qua đây rồi. Má, cái này mà thực sự. 40 qua đây ngon rồi. Phục hồi ngon nha. Ủa, má cái áo đó. Sốc luôn. Trời cái gì? À, cái gì vậy? Ôi. Cho hai bên sắc số điểm. Trời ơi, thực sự luôn. Chô. Rắc anh Long ơi. Ủa, không có cái mua trang 40 nữa trời. Có nào cho 40. Rồi, khui ha. Xây mấy cái phụ nhỏ lên mấy cái rồi ngừng đam nữa. Rồi.
hai cái thấy mớ máu liền. À, cái áo 440 nãy mà nó chuyển qua bên cái áo cái bang chuyển qua đó là ngon luôn rồi. Ừ. Ngon ừ. Luôn. À, thầy lên đảo thêm lần nữa đã đổi áo nữa rồi. Giờ đang mặc thầy chùa luôn. Mà cái áo cái bang nó mà đẹp đẹp thì có thể ép xuống cấp 1 mặc được nha. Ngon ấy. Ừ. Khôi em ơi, anh em đang xem trong một live hồ cho anh em ơi. Bắt này bắt số 11 rồi mọi người. Coi thử hôm nay cái gì bờ không đây. Hai con kim chết trước này, kim chết trước này. Một cây vũ khí nha. Ôi, một cây vũ khí kim nha. Hai cây vũ khí kim. Ui, ba cây vũ khí kim luôn long. Đâu. Còn con kim nữa đó. Còn con kim nữa với bờ không đây. Còn con kim nữa nè. Về bờ long ơi. Rồi, áo kim. Wow. Rồi, thả đây. Theo, ui. Ui. Áo kim, trời không sinh lực long ơi, cũng được, nói lực. Phục hồi nội lực. À, áo trời nữa. Trời, không có sinh lực, vãi chứ hai cái áo. Hai hai luôn. Không đọc hai hai luôn kìa. Chán rồi gớm. Rác này. Để trời, cái này là sinh lực cao, vãi chứ. Bây giờ bán ngồi shop bán đồ. Vài chục vạn cũng được. Tiền dạng. Trời ơi. Cuối này. Đại kim rác luôn. Vũ khí này kim. Sát thương 10 điểm. Úi trời, rác dữ người ta. Trời, 7 điểm mình lâm. Trắng gương gốm. Có cái cú kìa, cái cú mới ngon, cái cú mới ngon anh em ơi. 23 số thương. Không đánh đâu. Trắng không tốc đánh. Cái này còn lên boss. Biết rồi kìa. Ồ. Rồi vô đây lấy mấy áo này Long, để chật chỗ anh Long ơi. Cái vũ khí kim nữa em cho anh em đọc. Nó đang hướng mang vũ khí kim. Trời, cái đai 13, 40 số mọi em. Đai cuối quá. Có chứ anh em, tối nay tí nó đùng tùng đánh một mớ đặc biệt nữa anh em. Qua lục ra. Gì vậy? Đâu rồi? Đây, lá này, đây, ngay đây. Rồi lá dưới đất luôn, lá dưới đất luôn. Lấy cái áo dưới đất kìa. Áo? Chùi, áo dưới đất kìa. Chạy vô nhà lá nữa này. Ba áo một hồi 40 này. Vũ khí kìa. Rác này, 130. Rác luôn. Nón 130 dùng 2. Thân pháp đó. Nón chậm 40 dùng 2. Được, dùng 1 ngon rồi. Anh Long lúc trước mà có mở được cái đánh được cái ngọc bội thì hân quả là gian chón để lại cho gạo đan này mà thật quá trời ngon. Trời kỳ sao vậy. Rồi, vui. Hai cái chơi. Hai chơi khởi gì đây. Bình sắc nội lực. Bút nai mà dùng như vậy. Ôi, tiền về. Ôi, bánh sắc nội công đâu sao? Chết. Thôi chịu á. Đồ bánh sắc nội công, em tưởng bánh sắc nội công chứ. Bánh sắc nội công kìa. Bánh sắc nội công nè, má gây thực sự luôn chứ trời. Tưởng tiền về chứ, nhìn vào đẹp quá luôn. Nó xoay tốc độ mà. Trời ơi, khinh. Ở đứa này là sao cũng thoát luôn. Tốc độ. Sao mang một hài luôn. Anh Long, bánh sắc nội công. Xô, chán. Chán thiệt sự, tưởng ngồi công tiền rồi. Ai tiền về, tiền về áo nha Long ơi. Tiền về nha. Áo được, áo ngon. Tiền về nha, tiền về nha. Chuẩn nem hành đẹp luôn ấy. Tiền về. Ui, sinh lực cao luôn. Sinh lực nhâm 38 luôn, ngon. Chà, ở cây vũ khí. Đâu. Ôi, không có tóc này em ơi. Tóc 20 là ngon cũng được rồi. Đâu, cây vũ khí nó lộn xì ngầu cái nè. Má, thiệt sự. Long ra lá nhanh này. Đồ cái áo đồ cái áo siêu phẩm quá. Phục hồi 40 chống 40 dòng 1 siêu phẩm đấy nha Long. Đồ mình thằng nào đang đi năm hành là ngon ấy. Có tiền ấy, được vài kim ấy. Cái áo này là đau mọc con lôn mà. Ừ, đau mọc con lôn. Trời, à, sao nó không phải là nữ ta. Trời, cái chuyện này bán vừa bán em. À, đáng gơ luôn. Ừ, má nó mà nữ là thằng liếm đúng bài. Chưa, luôn á. Áo này nè, má áo đẹp gơ luôn. Nè, chỉ kích lấy dòng 1 thôi nè. Chỉ kích lấy phòng hồi chống 40 dòng 1 thôi. Chuẩn vũ khí mọc. Chán đời ha, chán ha. Lấy đi. Rồi. Còn lâu nào hết rồi. À cái áo. Vãi cái trời. Bằng sắc nội công quá tây. Nếu áo đó mà nữ á là thay cho cái áo này được của thằng được nè. Ok, thấy anh Vảo ơi. Thấy anh Vảo còn rồi. Đây. Rồi anh Tùng đâu rồi? Anh Long luôn chưa? À ok. Rồi cái sắc thương đó. Rồi, nhiệt độ. Phèn vãi. Áo, hai cái áo. Áo không. Ok bạn. Về bờ nào. Kim. Tính ra bữa đánh toàn kiểu cứ nửa chiêu người nửa vậy. Cho nó không có ra tuyệt đối thành siêu phẩm rồi. Bây giờ là chẳng biết là nhiều tiếng là mua đánh. Đồng sáng đẹp vậy. Ừ.
Dạ, nó đây siêu phẩm rồi. Đó, 21 rồi đi xếp đồng bằng, do đang nhiều rồi nè. Do đang quyền nhiều cái áo đó luôn. Đi áo không vậy? Xếp đồng bằng. Ồ, sau nãy toàn áo không ta? Một con rớt một cái áo, một con rớt cái áo rồi sao? Em thấy cái áo họ xấu dòng, áo cà sa xấu dòng mà chưa biết dòng gì, anh em nào xem thử anh em. Em mới kích vô biết dòng gì đây. Xấu dòng họ không biết. Ui, ổ chứ gì. Con này nhiều, con này nhiều, con này nhiều. Nó bù. Vô nhận đó, vô. Từ, để em đưa người mua vô nhận cái. Ôi, sao này da đất đầu nhiều vậy? Con này nhiều như này. Rồi ok. Nó bù cho mấy con trước. Từ, nó đồ anh Tùng thua nhiều rồi. Từ thả nha, để em bó cái rương này đó. Đồ ông AD ông đâu quanh đây rồi. Ôi, tụi nó rớt mớ đồ luôn nè. Biết ngay mà, đồ sao nó không có phục hồi. Trời ơi, chẳng cơ. Biết ngay gạo xấu dòng mà. Nó phải thay dây dòng thể lực mới được. Ôi, xấu dòng nữa nè. Á, xấu dòng ngon ghê. Trời, xin lực không có gì hết. Đâu, bên này một mớ vũ khí nè em ơi. Bên này mớ vũ khí nè. Để bật quăng thì con nghe 10 bó cho anh em xem. Đây. Con nghe 10 bó cho anh like nè. Mới kim ra áo ra mới đầm đầy ra ra phụ hồi 10 ra rồi. Cái gì đây sát thương 25 không có tóc. Ôi trời ơi thiệt sự luôn bực gớm anh em coi cây chì này vãi chướng. Tóc là siêu phẩm rồi vãi chướng ma cái chì không có tóc trời. Trời ơi đất ơi. Rồi cái này cũng rắc luôn. Má à, thiệt sự luôn. Đồng luôn. Chị cái dòng tóc nó phải thay cho cái dòng tỷ lệ công kích. Không lỗi 29 đâu. Ba cái vũ khí nhỏ quá chưa. Tiếp tục thắng Tùng ơi. Tùng ơi. À, nè. Em thấy cái màu á nên Tùng. Má à, nhỏ thiệt sự luôn. Trời ơi. Cái áo phải. Cái kích này, coi kích này. Để bán shop rồi bán nhiêu mấy dòng dạng ta được mấy ca ta 2k đạn được. Ừ được anh ra bán tầm đó được. Được 2k dạng hả? Cái cách nhìn tiếc gớm nè. Tốc độ đâu? Trời ơi. Trời. Má cái cách nhìn vãi chướng nè. Cái tốc 20 cũng được ha. Ừ. Rồi cái áo phục hồi nhiều rồi. Cái áo này bán đi nè mày. Cái áo này phục cho nhìn cho vui chứ xấu á. Shop thủ lý nè. Shop cho lại như vậy. Đúng rồi Tài ơi, tí nữa Khải sơ đồ cho anh em xem. À, nhiệt đồ này. Ngày mai Khải sẽ review sơ đồ đó cho anh em xem. Trong ban Khải mà. Anh Tùng trong ban Khải. Rồi tiếp tục anh em ơi, lùm đồ tiếp nè anh em ơi. Thủy. Dày thủy. Mộc. Trời ơi, nó kéo đi táo kìa. Rồi, lùm con thổ, ơi từ vô bói luôn, bói ra lùm thổ xong. Khui. Sốp. Trời về làm chồng 40 dùng 2. Để em đi chờ. Nón 2 điểm sốp. Ôi con thổ mít luôn kìa. Giày chón sốp. Áo sốp. Trời con lâu 16. Đáng gơ gỗ. Đáng đợi. Con thổ con lôi vừa rồi mít luôn em ơi. Con lôi vừa rồi không có đồ luôn. Con thổ chứ. Thổ rồi không có đồ luôn. Mua đồ hết áo rồi hả? Anh em nào lùm bắn đồ này không lùm bắn sốt luôn nè mà. Dày chạm 40 dòng 2 lái không? Ừ em cũng hết rồi. Chẳng gương gương. Rồi anh em nhiều bang cần thì bước qua cho xài. Rồi anh Tùng tiếp tục ra thẳng Tùng ơi. Chết rồi. Ok anh ơi hết rồi. Không có ai hết trên em không ai hết. Rồi lên ra ba lăng anh ơi. Cầm đặc biệt ra ba lăng. Đúng. Rồi tiếp theo. Còn đặc biệt là ba cái nón. Ủa sao ba nón mọc làm như này. Thôi. Rồi ba lanh đặc biệt. Rồi. Hai cục đi hai chiến. Thay gắn này đánh đặc biệt như này. Không cái cục không ăn độ quá chứ không phải là cái cục lạnh. Chú ăn lên không? Không anh ơi không. Bỏ em dư hai cục em cho con Hiếu Lâm xe cắn hết. Rồi thả đến rồi. Rồi em chặt quá. Đâu để con rương làm gì. Rồi ok. Ở dưới bụi cây vậy thôi. Tiếp tục ở dưới bụi cây này luôn. Góc trên có người đứng rồi. Để cho nó đánh này tí nữa mà đánh đặc biệt sao. Quên mình đánh bất đại sao. Cho nó đánh cho xong rồi. Rồi ok anh em ơi tiếp tục. Góc này đánh đặc biệt anh em ơi. Đặc biệt trước đúng rồi. Đặc biệt trước. Đỡ mà tờ ạ. Anh em đi khoan độ đi anh em ơi.
Hồi hóa nhiều vậy? Bình Tùng về bờ không? Bình Tùng có về bờ hồi hóa này em ơi. Đặc biệt là làm chậm nè. Ê ê, lên 146, 194. Đập rất cái thằng số lượng 146, 194. Một nhẫn nè. Nó có một thằng à, nó có một thằng à. Đập cái gì vậy? Ủa mà em một đánh nhẫn. Nó xuống kìa nó. Phụ mày coi nhẫn lẹ, mọi người thổ đánh lâu lắm. Hai. Thành Giang được một con trống. Rồi đi, leo xuống Nam đi. Mới còn thổ thì đánh hình lâu. Phải phải mấy cái nữa. Rồi. Tới tiếp tục em ơi. Được 200 màu được Khải không? Đó màu rồi anh Khải ơi, đi thiền Khải ơi. Em chừng làm tự đổi đi em. Được vậy vậy. Anh đánh boss nó có mất đam không anh không? Không, cứ đổi đi, đổi thoải mái, đổi thoải mái. Chứ để đi thiền nó không. Rồi, đổi thoải mái. Rồi. Xong này tiếp tục thả tiếp anh em ơi. Măng thổ đánh lâu á. À thả tiếp tục. Ok anh em ơi, và hiện tại anh em đang xem bát 61 anh em ơi. Mong sao cố gắng ra siêu phẩm anh em ơi. Lúc này đánh mấy con thường thì không có gì anh em ơi. Bây giờ đánh đặc biệt như nè. Rồi, ra nhận đồ á. Một nhẫn này. Gần chết rồi, phải ra nhận được gì nè. Sau số này phải giờ bó cho anh em xem nó được gì nha. Rồi. Ngọc bội. Hai kim gia chiên. Gia chiên. Hai kim không có gì luôn. Vãi cả nồi. Rồi bó cho anh em xem. Hai con kim vừa rồi không có một đồ nào luôn em. Áo thiệt sự. Rồi, ui. 20, 23, 30. Trời, không kháng cả số. Trời, số lượng 11, 20 số lượng 18, 20 số lượng 130 số lượng lực. 130 số lượng lực. 530 tổng rác em ơi. Rồi một chung rồi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo quay mấy cái nhà hồi thổ nhanh cái lúc mua là anh lên tùng anh lựa rồi anh kêu là mấy con thủy là con hệ thủy là tại sao rồi mình gom phần này nữa năm con này nữa làm nhóm mớ thổ toàn hương năng không nè 20 mắt cái này cái nhắn được đọc 20 quá nhẫn đẹp luôn gốm ngọc bội sinh lực trong 24 ôi cái đọc 24 luôn sinh lực độ xanh cái nhắn được đây rồi nhẫn 23, 20 có nhẫn không bằng cao để lại cho em anh Khải ơi đây 23, 20 sinh lực cao đây hỏi anh Tùng nha em có hàng đâu đây nhẫn đẹp này thì nhẫn đẹp nhẫn là được mà nhẫn này ngon mà thì không được 40 chứ. Nhẫn này ngon mà. Cái nhẫn này bán rẻ một kim nha xài em ơi. Còn cái này mà làm thời gian chúng đọc 40 thì nó giá phải hơn chục kim nữa. Nhẫn đọc 40. Tại em xài ấn 1 mà. Cho em xài luôn những đời chi. Nhẫn 130 này. Mấy cái này không ai xài nè. Ngọc bội này. Ngọc bội ngon nè. Ngọc bội ngon á, ai đi hướng đai lưng chón nhận chón ngọc bội nó lấy sức mạnh, sinh lực cao ngon. Rồi, khui. Cái bộ luôn vậy. Ừ. Đang dùng cái bộ này. Bắn nhanh đó một kim cái nhẫn cho anh em trong bang xài nè. Không bằng sinh lực cao. Khui. Quá ngon. Làm 20. Khui vô. 240. 20 không. 30 nữa. Phèn nhỉ. Rồi, phèn quá, phèn. Rồi, đã bước qua ngày 10 này, được cái nhẫn thổ đúng không? Nhẫn thổ bán thằng tí đúng không? Tổng 30 ngon rồi em ơi. Về đi ngồi xem đánh boss. Thống cơ qua cho ngày 10 tí nữa, cho anh em một cái bát nó tổng thở đồ cho anh em xem. 20, sinh lực, nỗ lực, sức mạnh. Quá trời quá đó. Tổng 20 không, cái nhẫn này bán một kim nhẫn tí xài nè. 30, không phát. 30
Nhận 30 không rồi ta. Ừ, 30 không. Rồi, tiếp theo. Tiếp tục tháng. Rồi, để hai con mọc này. Đó, mọc không là mọc mà. Lấy con cây kim nữa. Mọc anh quýnh mọc đây, quýnh chết mọc đây, quýnh chết mọc đây. Quýnh chết mọc đây. Mình cần mọc như vậy. Anh còn bao nhiêu cái gì ta? Cần nhiều không anh ơi? Ơi. Quýnh. Rồi, thả tiếp mọc luôn hả? Quýnh mọc luôn hả? Quýnh mọc. Cái gì? Giữ thổ là phải không? Nào bán gì ven á. À, giữ thổ, quýnh thử với mọc, quýnh thử với mọc đây, quýnh thử với mọc, quýnh thử với mọc. Bé phục á, bé phục, bé phục. Bán gì ven vậy? Để thử lại chứ. Quýnh thử, quýnh thử ra thử anh, quýnh thử cho ra thử. Mua giùm 50. Rồi ok, quýnh thử đi. 50 điểm tổng tiền. Nói chung là thử với mọc anh quýnh hết. Hỏi thử tôi đâu có biết, hỏi đi. Để tổng tiền em hết rồi. Rồi. Đúng rồi, anh quýnh thử, quýnh thử với mọc hết nha. Thử mọc quýnh hết, còn lại tất cả thả lại. Rồi đến thổ anh em ơi. Nhận thủy thổ này gái nhiều bó cho anh em xem. Và lần này thả ra thủy không? Thủy. Thủy kiếm kìa. Thủy à, thủy thủy thổ. Có một con à, cũng không yên thua anh em ơi. Ê, rất tiền kìa, rất tiền kìa. 5 vạn bờ kẹo. Rồi, khui hàng. Mà để kim nhiều quá. Khui hàng. Đâu mình quýnh con nào là mình cần đó anh. Vứt bọn nào cần đó. Khui. Chô, nó tổng lên thổ 19-40 mấy này đâu xài. Sức mạnh 16 kích độ. Chô. Tổng rác anh em ơi. Chưa, đáp nữa. Đáp nữa. Mười, cho toàn thổ, không thổ quá trời luôn nè. 7-30. Ôi hít luôn. Trời, cho không có dòng 1, ai trời, có tiền. Có tiền. Còn. Cái dòng không thấy anh có một con chó 40, anh Tùng ơi, đồ mà không kháng họ anh ơi. Trời ơi. Một chó 40 dòng 1, ngon nha. Được bèo lắm cũng được 5 đến 10 kim lắm, ngon lành á. Ngon. Cái vậy anh hơn á. Hàng độc, hàng độc, hàng độc. Thôi số. Mời à. Kim ăn lên á anh, đánh chón mà. Chón là hàng hiếm server này mày, server chỉ có vài chiếc thôi. Trước là vài triệu á. Ừ. Trước vài triệu đúng rồi, trước vài triệu. Anh mua ăn mấy, ăn một á, nó mắc hơn. Ăn một đúng rồi, đang ăn một mà. Hàng hiếm mà. Cái chọn nếu mà có chón không thì chỉ sinh lực, sinh lực anh ơi, sinh lực. Sinh lực, đâu, không có nội lực đâu, thở lực. 7 điểm. Ngon ấy. Ngon cái bộ. Ngon ngon ngon, những này bạn có tiền ấy. 5 đến 10 kim là trong túi rồi đây. 5 đến 10 kim hơn là trong túi rồi. Rồi tiếp theo. Nhắn mà đâu. Khui tiếp theo. Ngon luôn thì. Một giây chuyền nữa. Đánh boss, đánh boss, đánh boss như ơi. Nhắn tiếp, nhắn tiếp, nhắn nhắn. Rồi nhắn thử, nhắn thử, nhắn thử. Nhắn thử, nhắn thử. Rồi, khui, tiếp tục anh ơi. Nhắn thử nha. Trời ơi, boss thử thổ thua luôn. Ủa? Thôi lấy nhỏ, lấy chuyền hệ thổ. Khui. Kim. Trời ơi, kim không vậy? 20. 4 kim. Đó. Ngọc bò trống quá hả? Trời ơi, 40. Trời ơi, cũng được rồi, mà sao không có khắc hỏa trời. Đồ. Không có trời. Lại có tiền nữa rồi. Trời. Đó, đó. Không, nhưng mà giờ cái đó có tiền rồi. Đó, đó. Cũng có tiền. Cũng không được gì nhưng mà được 240 ổng 1 này mà. Ngọc bò thì không yên thua. Ngọc bò thì nó đỡ hơn, nó rẻ hơn nhỏ một tí. Rồi đợi tới thẻ có tiền để cho nên có like này. 4 kiếm chỗ. Gần chết rồi. Mỗi người mỗi nơi à. Rồi, quốc. Hay bữa này đánh thấy màu hay có lý hơn mấy bữa hôm trước. Hình xui biết đầu rồi. Ủa anh 18 này cũng sớm hả ta? Anh 18 này đi làm. Có nói chuyện chơi. Ồ quá, ăn boss luôn bay. Khui hàng, khui hàng. Vô, kim mít, một nhẫn kim. Trời, mấy nhẫn kim là gì? Hương nang, dây chuyền. Dây chuyền hay kim thì được. Khui. Đây, khui khui khui. Ôi, mít quá trời mít luôn. Được 3 món bón. Tiếp tục anh lần tuần rồi, được 3 món bón. Chơi cái chiêu cũ được anh em ơi. Ừ, quăng hết cái bó, mấy con kia đi. Để lại cái mấy con quái là có vẻ hay nhá. Dạ. Ơi đồ má thằng bùa thái sao nó ăn boss được hay vậy trời. Đó. Rồi, bùa thái. Đó, mày. Đã từ gì? À đâu. Rồi tiếp theo. Gần 400 anh em đang xem cho Khải 15 ủng hộ chơi anh em ơi. Và bát số 1 này Khải sẽ úp ngược lại trên kênh em những gì theo dõi ủng hộ chơi nha anh em. Ủng hộ một view nha. Cố gắng anh em trong ban đầu tư đánh tiếp cho anh em xem. Ôi nha quýnh. Trời ơi. Khui đồ. Ờ, nhiều đồ vậy? Nhiều đồ, một con mà chết quá nhiều đồ luôn. Dữ vậy? Có cho chuyện. Mới cái một con chết anh em, nó bù lại con lúc nãy sao á. Nó cái một con chết rồi ra 4 món, 5 món lận. Bù lại lúc nãy sao á.
À, biết rất siêu phẩm rồi, cái tôi này ước mơ là dây chuyền hết tất cả 18, 19 gì đó thôi. Ừ. Anh em mày đây chuyền lệnh nhiều lắm nha anh em ơi. Ôi, khó được nha, một khó nha. Nhẫn mọc nha, nhẫn mọc, gia chuyền mọc, hai nhẫn mọc luôn à, ngon anh em. Cái sao cái gì đó, sao cái. Kháng lâu 30 thôi anh em ơi, đừng kháng lâu nhiều quá. Phụ xấy vài cái cho anh lẹ. Rồi, ngừng. À mình thôi, mình giờ cất tiền trước đi, quá nguy hiểm quá. Thổ này nữa rồi, tính tiếp. 5 con, trăm vàng thôi. Ôi. Tính ra xếp được bánh cao cao chứ thực sự thấy cũng hên xui cả anh em ơi. Thật sự luôn, à, cảm giác đồ nó cứ lỡ cỡ thật sự đúng tức rực luôn nè. Nhất là xem mấy cái cây vũ khí á. Tức rực luôn, cây tóc thì không có sát thương, cây sát thương không có tóc, đồ nhây vãi. Không không ra cây ngọc bội lam choáng 40 nhỉ. Ra nữ. Ra nữ. Anh là bộ nữ. Ừ. Đợt này mình bót nhiều vãi. Rồi, tiếp tục anh Linh Tùng ơi, vui. Muốn mấy đi lập tích kỳ ơi. Xe cái chân dắt nó đi. Trời, ra. Hơi hạt bắt đi anh ấy ơi. 20, chán cơ. 130, sụp lường. Của bắp. Rồi, được ngập bòi 140 dòng 1. Được vài kim. 5 đến 10 kim, rồi có tiền. Đồ, chóng 30. Sinh lực cao, cùi quá. À. Trời, chóng 10 dòng cuối. Cái gì nữa à? Nhắn mấy cái hay. Vãi nồi. Rồi được một cái ngọc bội 540 cũng được giá từ 5 đến 10 kim nha anh em. Tầm này rẻ rồi anh em à. Anh Tùng bữa giờ là gần được cái bộ may mắn rồi đó. Nhắn may mắn 2 anh Tùng. Anh Tùng gần được bộ may mắn 3 món may mắn rồi đó. Này nhắn may mắn 7 đẹp luôn nè. Nó đổi vị trí đẹp luôn. Quá. Anh Tùng được 3 món may mắn rồi đó. Mấy món rác này phải đưa bằng bên đây. 120 140 được món ngọc bội 140 có tiền nha anh em. Được 5 đến 10 kim. Rồi cố gắng đánh rồi xào lên thế giới, ai mua gì mua nè. Món này vứt qua cho xe đi. Chọn 30. Chọn 30. Quên bác. Nó có thật tiền thế này. Chọn 40. À, mấy 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 mát option rồi không có khác. 4 trên em cố gắng cho 1 like và ủng hộ cho anh em ơi. Cho 200 like ủng hộ cho anh em ơi. Tiếp tục Khả sẽ tiếp tục đánh bắt tiếp theo anh em, ủng hộ việc like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Rồi để tiếp tục nhận tiếp. Vãi liền vãi vừa rồi 4 con thổ toàn ngọc bội không. Anh đứng tương dương kêu về ba lần kia anh. Tương dương bắt cho dịch luôn anh Khải chiếc nhẫn. Kim sinh lực cao. Rác đây em ơi, tương dương bắt chứ. Ngọc bội 10 11 40 sốt luôn làm gì trời. Sốt. Súng mạnh 8 sốt. 22 30 sinh lực lực. Cái chuyện không có kháng cả. Số thổ số nhẫn 12-20 rác quá số thả tiếp bên này số đây em ơi bán cho cụ tí nhẫn này một kim lấy sợi nè mày không bằng cao rồi đó anh em cứ đơn giản một con boss là tương đương 550 cho đến 600 xu mà hai con là một kim anh em đó mà đánh biết nhiêu con ra được cái nhẫn này đánh biết nhiêu con ra được cái nhẫn này. Bây giờ ăn đâu thổ quá trời rồi ok em ơi rồi hai nhân hỏi em ơi lượm tiền lượm chậm 40 tiếp tục nữa rồi về bờ rồi nói chung dùng một dễ bán dùng một dễ bán mà dùng một dễ nhiều người xài năm hành chuẩn dùng một hơn dùng hai ít người rồi tiếp theo kim mộc ôi mộc mít luôn không có gì luôn kim một ngọc bội trời khay khay mấy cá dân thổ chất thủ lâu lắm không hai ba cá là bốn mấy cá liền rồi đem sống này vô anh thả chung lâu à, mới bán được cái nhẫn trong băng sinh lực cao một kim chọn dòng một mình bán hai đồ cái này mình bán bảy là hợp lý luôn bán hai đậu xanh thiệt sự rắc ngọc bội rồi vô lâm đồ lên từ lâm đồ này hai trường thủ rồi tháng đây khui ha
Trời ơi, gì boss đầu quá trời ơi. Ôi, Tùng Thả nào. Tùng Thả đâu chứ nói gì anh Tùng. Không chết, chết. Không sao, không sao, không sao. Để em lo. Có người mì lo, không sao. Đang chạy ra tính dục với cái này chứ. Đang boss đầu tôi quýnh đồ mấy em chết. Sốp luôn. Rồi, ok. Để em lên đường môi, em khảy khảy mấy cái nhanh chết. Cho thả kiểu này là chết cả xe luôn. Em xoay hay mấy cái toàn thổ không muốn chết thiên luôn. Từ nè. Qua góc này, em kéo nó qua góc này. Có bùa đâu, không có bùa. Ừ, em cho nó vô bùa. Ép cái này nó chết ngày mì búp luôn nè. Đem dồn đam ra bên góc này ngay. Không sao, không sao. Ngày mì lo được. Ngày mì búp lo được. Đừng để chết thiên. Đánh người cũng yếu mà. Mấy con chết thiên rồi nè. Chết thiên mất mình bánh phí. Rồi. Một con chết này, mì lùm đồ này. Người mì lo được không sao, thoải mái. Nè anh Tùng mua lắm mấy cái này nè anh Tùng ơi. Rồi, hai họ chết trước này. Ngập bội. Để chút em đi chiến nữa, em lụm cho. Nghe mì chữa cũng không được nhiều. Mấy cái đó đừng mua nha. Mấy cái đó em đi thiệt, tối thiệt nhiều lắm. Ừ, anh gọi mấy anh em đi thuyền đến. À, được 1.540, cũng nghe mấy bài nhạc, để soi so cho anh em xem. Mày ôm. Chạy đâu con sâu. Ôi, uống nước bóng mưa nữa. Ờ, uống nước, đây. Một cái, để em coi thử con cái nào nữa không. 1.540, nghe mấy sinh lực 121 nữa. Ừ. 1.540, rồi hết rồi. 1.540. Ăn ngày 10 giờ full đồ, để tới là khá sâu đồ, ngày 10 thì nhặt được gì cho anh em xem. Một ngày bòi 40 cho anh em ơi, có tiền nha, mà dùng 2 mắc anh em ơi. Chắc 5 kim, cái này cũng 5 kim, 10 kim, 5 sức lực cao, được. Cui hàng. Tự tắt auto cho nó vô bùa. Rồi vô bùa. Đây, nhấn thổ nữa. Nhấn thổ, rồi. Này cũng thổ được phù đánh vài cái luôn nè, thổ này cũng lâu lắm. Ui ui ui, nó chết nè. À, không thấy máu. Rồi ngưng rồi, ngưng rồi. Lấm tiền. Lấm tiền. Lấm tiền. Trời ơi, biết đâu ra siêu phẩm à. Chưa, hiện tại bây giờ cũng được vài món 5 đến 10 kim thôi em ơi. Chứ không có siêu phẩm nhiều lắm. Siêu phẩm tiền chục chai thì chưa thấy nha em. Cứ tầm 5 đến 10 kim là có thể bán được. Tầm này thì có thể bán được giá đó. Hồi trước thì 2-3 triệu, 4-5 triệu nhưng mà tầm này rớt rồi. Ôi thổ nhiều vậy. Rồi xả lại anh Tùng ơi. Có gia truyền nha. Rồi giờ bói anh em xem. Rồi ok anh ơi. Hết rồi đấy. Ok. Ôi trời sao toàn thổ vậy. À, sao toàn thổ hoài vậy ta. Trời. Không có kháng cả em ơi. 13-40. Số 16-30 cho anh em trong bàn. Rác luôn. 20 rác luôn. 20-20 rác luôn. 30. Rồi tổng rác thôi em ơi. Không đồ nào có tiền á. À dịch vào cái mì này chặt chỗ. Mấy cái nhẫn này. Nhẫn tầm trung thì chỉ biết xin là cho thôi. 530 của bắp này. 20-20 Sida không có sinh lực nguồn lực. Nhận mấy 2 13-30 16-30. Mấy nhẫn này anh em nào cần cho xài này anh em. Đó sinh lực nguồn lực này. Chủng đâm hành này nọ thì cứ xài. Mấy cái này sinh lực nguồn lực hơi bị ngon ấy. Rồi bây giờ còn thổ anh em ơi. Được vài món nữa Khải đỡ trên này anh em. Được vài món nè. Mấy bánh 2 1 đến 2 kim. Còn cái này chó dòng 1 từ 5 đến 10 kim. Ngọc bội này cũng từ 5 đến 10 kim. Rồi, ngọc bội này cũng vậy nè. Hiệu ứng mát. Rồi ngọc bội này cũng vậy luôn. Tất cả tầm này với cái giá cứ tầm 5 đến 10 kim. Thuận mua vừa bán thôi nè. Xin lực như thế nào nữa lên giá nữa. Còn không thì cái tầm đó thôi. Không hơn được. Nhiều quá rồi. Tại vì tầm này nhiều quá rồi. 4 con thổ này kiếm lên cộng cho chuyện khá tất cả là hợp lý nè. Ok
Chuyện kháng cáo bù anh em, làm công cho chuyện kháng cáo thôi. Thôi đánh hơi lâu. Anh em đang xem trong live ủng hộ chơi nha anh em ơi. À, cố gắng ủng hộ hơn 200 like rồi tiếp tục ra những bát tiếp theo nha. Anh Lâm còn bao nhiêu con mày lên luôn Lâm ơi. Anh Tùng, anh Tùng sạch sẽ này, hết sạch sẽ bốn mấy con rồi. Từ từ đợi em hai con cuối cùng à, để mình lấy tiền vàng. Ờ, đánh trước đi. Hai con cuối cùng. Hai con muốn được dạng. Đúng rồi. Ơi, làm cộng khán cả nam nữ gì cũng được em ơi. 17, 18, 19, 20 cũng được em ơi. 20 cũng được, no 1 server cho nó độc quyền nè. Dây chuyền đâu? Một ngọc bội vứt shop. Một ngọc bội nữa vứt shop nữa. Chà ơi, mít luôn hoàn toàn hai ngọc bội hết rồi. Vãi thiệt. Rồi, đến Khải nè em ơi, hai con. Rồi, ui. Hàng hồi thổ được 2 ngọc bòi, 3 ngọc hồi thổ chứ. Sốp. Sốp. Sốp, sốp, sốp. Rồi, tiếp theo. Ồ, con này bị kẹt góc rồi. Thả gần bị kẹt góc lắc rồi. Khải bùa á. Kẹt góc lắc rồi nè mày. Không bùa được mới đâu chứ. Cho nó động bùa. Chuẩn bị nhặt đồ. Hai con cúng cùi của Khải. Xong đến Long, Long 20 con nữa. Khui hạn, khui hạn. Long 20 con cứng lần 5 con là thả 4 phát nữa nè. 4 phát cũng tầm 10 phút nữa xong. Lâm tiền, nhắn thủy 25 chóng 40, dì bờ. Rồi, mít họ luôn. Đơ. À, thả 2 con mít họ luôn. Và 2 trước. Đậu dân. Chiều anh đường bot mình đã coi chồng thấy ra như đây đầu này biết hở nha ra như đây Long Long bánh tàu qua đá luôn Long ơi đang chạy ra đây à hai nhận thủy nha hai nhận thủy nha anh em về bờ đây 25-40 chọn khăn họ về bờ khui còn Khải ơi còn à thở xuống chỗ cũ chưa rác rác trời rác không anh em ơi rồi rồi anh Long ơi rác anh ơi chó 20 trang đây là tâm môn một ơn rồi lần này anh ơi à, tiếp tục đánh chỗ này nè mà trên kia có người đánh rồi rồi bây giờ đến Long anh em ơi tiếp tục 21 con Long anh em không biết anh Long về bờ không này trên Tùng cũng về được mớ đồ anh em ơi này chậm 40 chậm 40 chậm 40 12 chậm 40 được 1, 2, 3, 4, 5 món. Như một cái nhận thắng banh bán được kim luôn. Đó. Đồ này nhiều đồ nha. Lầm. Hai con thổ. Hai thổ đứng đợi. Cứa nó mấy cái rồi Khải. Tự. Em cứa nó mấy cái rồi. 1, 2, 3, ngừng. Hai thổ phải cứa không cứa đánh biết nào hay xong. Thổ cứ 1, 2 cái rồi nè. Ủa quýnh tôi chị ba. Chúng đây. Quýnh mới quýnh đó mà. Quýnh em vậy nha. Ủa sao. Rồi vô bùa. Linh cảm tới có thể dây rớt cho chuyện 15 à. Ok. Ồ đồ ngon luôn. Linh cảm ok nghiện luôn. Nghiện mặn ơi. 15 ngon luôn. Hai con thổ hơi lâu. Rồi, chờ đợi. Khả khả kìa, chị hồi mới ác trên kia. Cái giò nó quýnh trên đó đó. Ui, khui, khui, lụm tiền. Thổ này, gia truyền thổ này mày ra có tiền. Gia truyền thổ. Gia truyền thổ, khác cả nó đẹp. Ôi giời, hai ngọc bội chịu. Trời, nhẫn. Rồi, thả tiếp bên đây. Nhẫn ngọc bội chịu rào. Khui. Trời, 4-3-10, ráp. Khăn lôi, ráp. Trung mạnh, ráp. Khăn lôi 26, ngọc bội. Ráp. Khăn lôi 2, ráp. 540 nha anh Long. Ngọc bội nữ.
đồ cho chiên là không có không khác cả đồ anh Long đang tìm đưa luôn cho con này shop shop này shop này cùi đây là khai thác rừng rạng luôn shop rất luôn đấy chứ làm gì năm kháng cả 11 trở lên là sành ngon hay rồi đại cánh vui bắn nhiều tiếp tục anh em ơi trời ơi ngọc bội thủy ngọc bội trời không có nhận anh Long ơi thủy không có nhận anh Long ơi chịu quá dạ dạ cá đi rồi ngọc bội ngọc bội ngọc bội ngọc bội thủy thổ à thổ phụ đam tí nữa mày rồi ok anh Tùng cái này không đứng nắp đại à có chứ bóp đại anh Tùng có chứ chuẩn bị xong cái này để bóp đại này xong này tiếp tục bóp đại nè hơn chục con 5 đến 7 con vậy đó anh Long mấy con đại ấy con đại năm con biết sao à. Khui thổ dạ chiên trời nhẫn nữa nhẫn ngọc bội quá trời hiếm dạ chiên lắm anh em ơi rồi khui 21 kháng hỏi dòng 1 920 số không lời 26 cái này trời rác nữa anh em ơi anh Lâm về lấy đồ anh Lâm ơi mấy đồ rác này anh cầm đi đỡ chặt chỗ cũng vậy 20 chó 230 về lấy đồ anh Lâm ơi ba đồ của anh Lâm chả có đồ gì VIP anh em toàn tầm trung thôi cùi giao dịch cũng tương đối thôi đây được một ngọc bội 140 thôi không đổi á mấy cái đồ sinh lực lượng mới giữ lại này còn lại sinh lực thắng độc được mỗi 540 rồi ok rồi mấy cái này tới niệm bó xong lên đây lên được một ngọc bội 540 với một cái kháng lôi 26 hết rồi rồi tiếp ok đêm nay đây diện kháng cả 15 mà chúc bạn may mắn lần sau nhé Long nãy giờ thèm giá dừng làm chậm lắm không có nữa đi hướng lôi sắt nội công á hôm qua được áo rồi này mới 40 làm chậm rồi nãy cái áo đó mà nãy cái áo 40 mà có phục hồi ngon luôn rồi con ừ. Sinh lực nội lực cao hôm nay làm gì làm phải lên được 80 chậm 80 chón đó nó mới sướng nè đồ thì rẻ rồi quá. Rồi có hai con hỏ bị chết. Một cho chuyện hỏ này. Đó, kháng cả làm chậm ở đây chứ đâu. Một cho chuyện hỏ này. Hai cho chuyện không biết hơi gì. Mít ai xèo dữ ta, mít ai xèo dữ ta. Bốt đại phải lên cái bờ kè bến tàu và đánh được bốt đại. Đây tụi nó thấy còn quấn. Chắc là lý mật sầu trước. Ăn thổ gì mang về chiều. Trời ơi, thổ tổng ngọc bội không. Ha, cho chừng nam. Có chừng nam nha. Rồi, thả tiếp anh Long ơi. Dạ. Yeah. Dây chừng nam có một dây thôi. Ôi lại lắc nữa rồi. Khui này. Trời, sinh lực một lực quá trời quá đó. Chậm ra. Ôi xôi chuyện kim không kháng cả buồn gơ gốm má đẹp phải chứ trông phố vậy trời ngọc bội sinh lực cao này nhẫn sinh lực ha nhẫn 37 sinh lực ngọc bội nội lực cao trời anh gì anh làm mấy đồ này luôn cho anh Long ơi sinh lực lực cao mà không có gì hết quần bảo sắp hết má tổng sinh lực cao không dùng hai hết chịu luôn rồi bó tay vậy. Sinh lực này trời ơi đây, cái này nó lắm cái nào anh em đồ toàn sinh lực nó hàng ngon thôi không gắn cả rồi tiếp tục còn hai con thổ nữa nè mà mới làm thêm mớ đồ nữa nè anh em ai còn cái con gì lên đấy đam phụ anh em anh Tùng ơi anh Tùng đi ọp rồi ọp rồi hả anh Tùng ọp đi ngủ rồi đánh tầm này khuya quá mà. Ngày nào tầm này anh bất đại đánh phụ đi. Đại trong này không đánh được thì chịu á. Cái con sầu là không bao giờ không ai đánh phụ. Rồi
con thiên nhẫn bầm đang có cao thế rồi. Thiên nhẫn thì ngoại mắt kêu rồi. Ui dây chuyền là dây chuyền thổi là mới có tiền được. Còn không ngày mai đi, bữa nào đánh con nào lấy một sào đánh luôn, đánh trước đi. Chứ đánh một lần như này nó không có đủ thời gian, chứ là mình bán hết rồi. Ừ. Lấy một sào bột đại sẽ đánh một bát riêng anh hiểu không? Ừ, cho đánh này là nó nhanh nhanh nào là không có đủ thời gian. Ui. Đó. 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 Trời ơi đó. Đó luôn. Này nãy em đổi mình bán gần một tiếng, xấu loại mình bán xấu ba bình là một tiếng không có gì. Trời, thùng rác ở này, số mệnh 14 kích đồ. Ôi, sao? Thùng rác thôi, cái chuyện kia một này nọ thùng rác thôi nè. Sức mạnh đồ, sức lực lực quá trời. Bắn sức mạnh lái hoài bán shop luôn. Nè, 14 rồi, chả có gì hết. Cái này sức lực cao, shop mẹ luôn hả? Ừ. Thôi, thùng rác thôi, vậy với anh đây. Rồi, ok. Giờ tương nhiên bác đi, anh được hai món, món 540 với cái khăn lôi 26 rồi, chả có gì. Rồi. Ok anh em ơi, ở bát số 11 này thì đâm ra thì được vài món anh em. Anh em xem sơ qua này, rồi đỡ khả làm video cho anh em xem. Đó, 140, dòng 1 bán được 5 đến 10 kim, khoảng 300 nghìn đến 600 nghìn. Rồi cái này cũng vậy nè, cũng tầm giá đó luôn. 140 dòng 1, và cái này cũng vậy, 540 sinh lượng lực cũng tầm giá đó luôn. Thì theo người mua sinh lượng lực giá như thế nào tầm đó thôi nè. Rồi may mắn 2 cũng tầm 1 đến 2 kim. Rồi cái này thì chón dòng 1 cũng tầm đó nè, 5 đến 10 kim nè. Rồi cái này của Nền Long. À, thân pháp 16 và 140. Và đây là kháng lôi 26 đó. Rồi. Anh em xem bát số 11 này đừng đừng quên đỡ lại cho Khải cũng như là anh em trong bang tiếp tục hơn 200 like đỡ ra tiếp tục bát số 2, số 3, số 4 nha anh em ơi. Rồi cảm ơn em rất nhiều nha, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha anh em.